Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bật ập đến bất ngờ, tài lộc về như thác lũ, trúng số đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Tuần vàng hốt bạc tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, hốt trọn lộc trời, giàu nhanh như vũ bão, tiền tiêu ba đời không hết. Kính thưa quý cô bác Quý Sửu thân mến, khi bước sang tháng mới thì chắc chắn 100% ai ai cũng cầu mong vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, sự nghiệp dễ bề thăng tiến, mọi việc được thuận lợi, cuộc sống ấm no, tình duyên, gia đạo hạnh phúc, con cái chăm ngoan, tinh thần vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Tuy không được giàu có về tiền bạc, vật chất như bao người thì cũng dư giả đủ đầy, không phải quá mức thiếu thốn, lao tâm khổ tứ quá nhiều. Theo tử vi học, mỗi người sinh ra đều có bát tự, số mệnh, con người ta khi sinh ra đều phải có 9 phần thực lực, 1 phần may mắn. Nhưng được đặt vào hoàn cảnh khác nhau nên vận số của mỗi người sẽ khác nhau. Có người khi mới sinh ra đã ở trong gia đình quyền quý, giàu sang, đầy đủ điều kiện, được yêu thương, chiều chuộng, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì, biệt thự xe hơi đều có đủ, nhưng lớn lên không lo làm ăn, nên tài sản dù có to kết xù đến mấy cũng dần dần tiêu tan hết. Nhưng cũng có người lúc nhỏ sinh trong gia cảnh nghèo khó, thương cha thương mẹ, bước ra đời từ rất sớm, bươn trải tài trí hơn người, đến thời kỳ trung vận, họ được hưởng trọn vẹn cuộc sống giàu sang sung sướng, tiếng tăm hiển hách. Đặc biệt sau khi xem tử vi từng tuổi trong 12 con giáp, các bậc thầy tử vi phương Đông bất ngờ chỉ ra rằng tháng 10 âm lịch năm 2024 giáp thìn này, vận trình của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 có rất nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên trong họa có phúc, nếu như biết cách nắm bắt thời cơ trong tháng này và Quý Sửu luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, thì bản mệnh sẽ được thần tài, quý nhân phù trợ, vận trình xoay chuyển, sự nghiệp, tài lộc phất lên như diều gặp gió, trúng lớn liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, mua nhà đẹp, sắm xe sang, làm từ thiện, cứu vớt thiên hạ. Vậy, vận trình cụ thể của người tuổi này ra sao? Cơ duyên nào đã giúp tính chủ được may mắn như vậy? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thần tài chỉ điểm, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 hốt chọn lộc trời, giàu nhanh như vũ bão tháng 10 âm lịch. Tổng quan tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch tuổi Quý Sửu 1973. Tháng 10 này, với sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh dưỡng, tuổi Quý Sửu như được tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết, bạn cảm nhận rõ sự khát khao trong công việc và cuộc sống. Như thể có một ngọn lửa âm ỉ nay bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây chính là lúc bạn phát huy những phẩm chất nổi bật của mình, sự chăm chỉ, cẩn thận và kiên trì. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua, bạn sẽ bắt đầu hái được những quả ngọt, những thành công mà bạn xứng đáng nhận được sau một hành trình dài phấn đấu. Cơ hội đến với bạn ngày càng nhiều khi bạn biết mở rộng các mối quan hệ, kết nối với những người mới. Sự cởi mở và chân thành của bạn đã tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh, thu hút thêm những cơ hội quý giá. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng, không phải mọi người đến với bạn đều mang lại nguồn năng lượng tích cực. Có những người sẽ vô tình hoặc thậm chí cố ý gieo rắc những điều tiêu cực bạn. Cần tỉnh táo để tránh xa những nguồn năng lượng đó, không để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực hay căng thẳng không đáng có. Về mặt tình cảm, mọi thứ đang dần trở nên ổn định hơn, những rắc rối,
Hiểu lầm trước đây dường như đã được hóa giải nhờ sự nỗ lực của cả hai trong việc thấu hiểu và chia sẻ. Những cuộc trò chuyện chân thành, những cảm xúc được bày tỏ rõ ràng hơn đã giúp mối quan hệ của bạn và người ấy thêm phần gắn kết. Đây là thời điểm tốt để vun đắp tình cảm và xây dựng sự bền chặt, tránh những xung đột không cần thiết. Tuy nhiên, tháng này, Thiên Cẩu hung tinh cảnh báo bạn về những thị phi tiềm ẩn, những câu chuyện vô thường vô phạt với bạn bè, đồng nghiệp, có thể trở thành cái cớ cho những hiểu lầm không đáng có. Hãy luôn giữ mình tỉnh táo và biết đâu là điểm dừng trong các cuộc trò chuyện. Việc đặt ra ranh giới rõ ràng sẽ giúp bạn tránh khỏi những mâu thuẫn không cần thiết, bảo vệ bản thân trước những rắc rối không đáng có. Tử vi sự nghiệp tuổi Quý Sửu tháng 10 năm 2024 âm lịch. Bước vào tháng 10 âm lịch, người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 cảm nhận rõ áp lực công việc đang gia tăng. Bạn đã rất chăm chỉ, luôn dồn hết tâm huyết và thời gian cho công việc. Nhưng dường như càng làm, công việc lại càng chồng chất. Những dự án mới, nhiệm vụ mới liên tục xuất hiện, khiến bạn đôi lúc cảm thấy như mình đang bị vùi lấp dưới một núi công việc khổng lồ. Tuy nhiên, hãy nhìn nhận tích cực. Đây chính là tín hiệu cho thấy con đường bạn đang đi là đúng hướng. Mọi khó khăn và thử thách hiện tại chỉ là bước đệm để dẫn đến thành công lớn hơn trong tương lai. Nếu bạn là người làm công ăn lương, đừng quá lo lắng về những thách thức trước mắt. Sự cống hiến không ngừng của bạn trong thời gian qua đã được ghi nhận, năng lực của bạn đang được mọi người công nhận và cơ hội thăng tiến. Nâng cao vị thế trong công việc đang ngày một rõ ràng. Đây là thời điểm để bạn thể hiện rõ giá trị bản thân và đón nhận những thành tựu xứng đáng. Tuy nhiên, với khối lượng công việc ngày càng lớn, đôi khi bạn cảm thấy sức lực mình đang dần cạn kiệt. Đừng quên rằng ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Vì thế, khi cảm thấy mình không thể xoay sở nổi, hãy mạnh dạn tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Việc chia sẻ khó khăn không chỉ giúp bạn giảm bớt áp lực, mà còn giúp bạn bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của bản thân. Hãy nhớ, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là vô cùng quan trọng. Tháng này, nhờ sự hỗ trợ của Tam Hội, người tuổi Quý Sửu sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc hợp tác và kinh doanh. Các mối quan hệ mới sẽ mở ra cho bạn những cơ hội làm ăn đầy triển vọng. Tuy nhiên, đừng vội vàng lao vào những lĩnh vực mà bạn chưa hiểu rõ. Mọi quyết định đầu tư cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt khi bạn chỉ mới bắt đầu. Hãy kiên nhẫn. Chỉ nên đầu tư một khoản nhỏ và tăng dần khi bạn đã nắm chắc tình hình. Sự thận trọng luôn là chìa khóa để tránh rủi ro và bảo vệ thành quả của bạn trong những dự án lớn. Tử vi tài lộc tuổi Quý Sửu tháng 10 năm 2024 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này, vận may tài lộc của người tuổi Quý Sửu 1973 dường như đang có nhiều biến động thú vị. Giới nhất bạch tinh bay về cung chính đông, dấu hiệu cho thấy bạn có thể sẽ phải lên đường, đi xa để giải quyết công việc hoặc tham gia các chuyến công tác. Dù những chuyến đi này đòi hỏi sự vất vả và nỗ lực, nhưng chính qua đó, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng và chính xác hơn về thị trường, về những cơ hội đầu tư mà mình đang quan tâm. Khi đã nắm bắt được thực tế, bạn sẽ đưa ra những quyết định khôn ngoan, tránh bị lạc lối bởi những cảm xúc hay phán đoán thiếu cân nhắc. Tài lộc tháng này cho thấy những cơ hội đang dần lộ diện, con đường phát triển tài chính của bạn đang rộng mở và điều quan trọng nhất là bạn cần chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đón nhận những thời cơ vàng. Hãy để ý đặc biệt đến cuối tháng, khi những cơ hội tốt nhất có thể xuất hiện. Nếu bạn cảm thấy tinh thần có phần giảm sút, đây chính là lúc cần xốc lại bản thân, lấy lại động lực làm việc để không bỏ lỡ những điều quý giá. Bất kỳ ý tưởng nào bạn đã ấp ủ bấy lâu, giờ đây chính là thời điểm thích hợp để bạn biến chúng thành hiện thực. Tuy nhiên, tháng này cũng mang đến một số thách thức về chi tiêu, những khoản chi ngoài dự kiến như đám cưới, đám hiếu hoặc các sự kiện quan trọng khác có thể khiến bạn tiêu tốn không ít tiền bạc. Đôi khi những chi phí này đến bất ngờ và dù không mong muốn, bạn vẫn phải đối mặt. Hãy nhớ rằng, việc cân đối tài chính là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự ổn định dài hạn. Nhưng cũng trong giai đoạn này bạn bắt đầu có nhận thức rõ hơn về việc đầu tư và tiết kiệm cho tương lai. Bên cạnh việc tích lũy hàng tháng, bạn dành thời gian tìm hiểu thêm về các hình thức đầu tư, những lĩnh vực an toàn và sinh lời tốt. Đã đến lúc bạn cần tìm ra những kênh tài chính phù hợp để phát triển tài sản một cách khôn ngoan, đảm bảo sự ổn định lâu dài cho bản thân và gia đình. Tử vi sức khỏe tuổi Quý Sửu tháng 10 năm 2024 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch này, sức khỏe của người tuổi Quý Sửu 1973 sẽ cần được chú ý hơn bao giờ hết.
Bởi sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh đang tạo ra những tác động tiêu cực, có vẻ như công việc bận rộn và áp lực cuộc sống khiến bạn khó tập trung, dẫn đến việc thường xuyên phải sử dụng các chất kích thích như cà phê hay trà sữa để duy trì tỉnh táo. Mặc dù chúng mang lại năng lượng tức thời, nhưng đừng quên rằng đằng sau cảm giác hưng phấn đó là sự hao mòn dần dần của cơ thể. Việc lạm dụng các loại thức uống này có thể âm thầm gây tổn hại đến sức khỏe của bạn mà bạn không nhận ra ngay. Thời tiết trong tháng này cũng khá thất thường, khi thì nóng bức, khi lại se lạnh. Chính sự thay đổi nhiệt độ liên tục này là nguyên nhân dễ khiến cơ thể bạn bị cảm lạnh hoặc mắc các bệnh theo mùa. Để thích ứng, bạn nên chú ý mặc nhiều lớp áo để có thể điều chỉnh kịp thời theo điều kiện thời tiết, tránh để cơ thể rơi vào tình trạng quá lạnh hoặc quá nóng. Điều này không chỉ giúp bạn phòng tránh bệnh tật mà còn giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái thoải mái. Chế độ ăn uống lành mạnh cũng là yếu tố then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe tháng này. Hãy bổ sung vào bữa ăn hàng ngày những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Rau củ, trái cây tươi và các thực phẩm chứa nhiều protein, chất xơ sẽ giúp bạn chống lại các bệnh theo mùa hiệu quả hơn. Đừng quên uống đủ nước, điều này cũng rất quan trọng để duy trì sức khỏe tốt và giúp cơ thể thanh lọc độc tố. Ngoài ra, nếu bạn phải thường xuyên di chuyển xa vì công việc, hãy luôn đề cao sự an toàn. Việc di chuyển liên tục không chỉ làm bạn dễ mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi phương án an toàn, từ việc nghỉ ngơi đầy đủ đến lựa chọn phương tiện đi lại an toàn, để đảm bảo mọi chuyến đi diễn ra suôn sẻ và bạn vẫn giữ được thể trạng tốt nhất. Tử vi tình duyên tuổi Quý Sửu tháng 10 năm 2024 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và hy vọng cho người tuổi Quý Sửu 1973 trong chuyện tình cảm, đặc biệt là với những ai còn độc thân. Đây sẽ là khoảng thời đầy cơ hội để bạn khám phá những cung bậc mới trong tình yêu, với điều kiện bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đôi khi, người bạn đang tìm kiếm không nhất thiết phải là người có chung quan điểm sống hay giống bạn hoàn toàn. Sự đa dạng, mới lạ từ những cá nhân khác biệt có thể đem lại cho bạn những trải nghiệm đầy thú vị và bất ngờ. Vì thế, hãy mở lòng, đón nhận những cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu những người mới. Biết đâu giữa những cuộc trò chuyện giản đơn, bạn lại tìm thấy một nửa thật sự của mình. Nhờ sự xuất hiện của các tinh tam hội, tháng này mang đến cho bạn thời gian và không gian để suy ngẫm sâu hơn về mối quan hệ tình cảm của mình. Đây là lúc để bạn nhìn lại những lựa chọn đã qua, xem xét lại những gì đã xảy ra và đưa ra quyết định sáng suốt hơn cho tương lai. Những xung đột, bất đồng cũ mà trước đây bạn và người ấy từng gặp phải, giờ đây có cơ hội được hòa giải. Thậm chí, những đối thủ hay người bạn từng nghĩ là không đội trời chung có thể trở thành đồng minh đáng tin cậy, hỗ trợ bạn trong cả cuộc sống lẫn tình cảm. Thời gian sẽ giúp cả hai hiểu nhau nhiều hơn và xóa tan những hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, vì ngũ hành xung khắc nhắc nhở rằng đôi lúc mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra. Quan trọng là bạn cần biết cách xử lý sớm những xung đột này. Đừng để sự im lặng kéo dài, vì điều đó có thể dẫn đến những hiểu lầm sâu sắc hơn, khiến mối quan hệ của bạn trở nên căng thẳng và khó giải quyết. Tiếng vọng từ quá khứ cũng có thể bất ngờ quay trở lại, thử thách bạn trong chuyện tình cảm. Vì vậy, bạn cần phải tỉnh táo, phản ứng khéo léo và tinh tế để duy trì sự hòa hợp, tránh gây ra thêm tổn thương không đáng có cho cả hai. Tháng này, hãy đặt trái tim và lý trí của mình vào đúng chỗ, biết khi nào cần mở lòng và khi nào cần cẩn trọng. Tình yêu luôn mang đến những điều bất ngờ, và nếu bạn biết cách ứng xử hợp tình, hợp lý, hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với bạn một cách trọn vẹn và bền lâu. Cẩm nang dượng vận cho tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 10 âm lịch. Khẩu quyết: hãy đối xử hòa nhã, cho người khác một con đường lui. Quý nhân: Ngọ, Thìn. Tiểu nhân: Mão, Tuất. Màu sắc may mắn: vàng, hồng. Tiếp theo chương trình, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch, giúp anh chị nắm rõ vận trình và thành công viên mãn. Xin mời quý anh chị cùng theo dõi. Tử vi tuần 1, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 âm lịch. Tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch này, tuổi Quý Sửu sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách nhỏ trong công việc và cuộc sống. Nhờ có sự xuất hiện của Nhất Bạch, công việc của bạn đang dần đi vào guồng, nhưng vẫn còn đó những vướng mắc cần tháo gỡ. Đối với những ai đang làm kinh doanh,
đây là thời điểm bạn phải kiên nhẫn hơn, vì có thể bạn sẽ cảm thấy mọi thứ đang diễn ra chậm hơn mong đợi. Đừng vội nản lòng, bởi sự chăm chỉ và cẩn trọng của bạn sẽ sớm mang lại kết quả. Về mặt tài chính, tuần đầu tiên của tháng có thể hơi căng thẳng một chút khi một số khoản chi tiêu đột ngột phát sinh. Điều này khiến bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng trong việc quản lý tài chính. Hãy thận trọng với các quyết định mua sắm hay đầu tư trong tuần này để tránh tiêu tốn quá nhiều tiền vào những việc không cần thiết. Sức khỏe tuần này cần được chú ý, đặc biệt là vấn đề căng thẳng tinh thần. Việc bạn bị cuốn vào công việc có thể khiến cơ thể mệt mỏi mà bạn không nhận ra. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, đừng để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Trong tình cảm, với những ai đang trong mối quan hệ, đây là lúc để bạn và người ấy giải quyết những khúc mắc cũ nhờ vào sự tác động của tam hội cát tinh. Hãy trò chuyện và cùng nhau tìm ra giải pháp, bởi mọi sự im lặng lúc này chỉ làm cho khoảng cách giữa hai người càng lớn hơn. Khẩu quyết: sự nghiệp khá ảm đạm, vấp phải nhiều trở ngại, các kế hoạch có nhiều đảo lộn. Quý nhân: Dần, Mão. Tiểu nhân: Tỵ, Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, xanh lá. Con số may mắn: 93, 21, 80, 66. Tử vi tuần 2, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch mang đến một luồng sinh khí mới cho tuổi Quý Sửu. Những khó khăn trong công việc dần dần được giải quyết và bạn bắt đầu thấy ánh sáng cuối con đường. Đối với những ai đang làm ăn kinh doanh, đây là lúc các kế hoạch trước đó bắt đầu có hiệu quả. Bạn sẽ nhận ra rằng mọi công sức bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp. Về tài lộc, tuần này có dấu hiệu khởi sắc, những khoản thu nhập bất ngờ hoặc những cơ hội tài chính mới sẽ xuất hiện, giúp bạn cải thiện tình hình tài chính. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng và phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư lớn. Bạn có thể bắt đầu với các khoản đầu tư nhỏ, tránh vội vàng và mạo hiểm. Sức khỏe trong tuần này ổn định hơn, nhưng bạn cần chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi, tránh việc sử dụng quá nhiều đồ uống có chứa caffeine như cà phê, trà sữa, để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe về lâu dài. Thay vào đó, hãy tìm những phương pháp thư giãn như tập thể dục nhẹ nhàng hay thiền định để giảm bớt căng thẳng. Trong chuyện tình cảm, đối với những ai đang độc thân, tuần này là thời điểm bạn có thể gặp gỡ và kết nối với những người mới. Đừng ngại mở lòng và thử thách bản thân ra khỏi vùng an toàn. Đây cũng là lúc bạn có thể tìm thấy sự hòa hợp với một đối tượng tiềm năng, nhưng hãy dành thời gian để hiểu rõ về nhau trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Khẩu quyết: sức khỏe sa sút do công việc bận rộn và vất vả, áp lực bủa vây. Quý nhân: Ngọ, Mão. Tiểu nhân: Tỵ, Mùi. Màu sắc may mắn: vàng, đen. Con số may mắn: 88, 20, 17, 45. Tử vi tuần 3, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch mở ra với những biến động tích cực trong công việc, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của bạn trong suốt thời gian qua. Tuần này, bạn có thể nhận được những cơ hội mới để thăng tiến hoặc mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình. Nếu bạn đang làm việc trong môi trường công sở, đây là lúc cấp trên bắt đầu chú ý đến khả năng của bạn và có thể cân nhắc cho bạn một vị trí tốt hơn. Về tài chính, tuần này tiếp tục là thời điểm thuận lợi cho bạn. Những khoản thu nhập bổ sung có thể đến từ các dự án phụ hoặc những công việc bạn đã đầu tư thời gian trước đó. Hãy tận dụng những gì mình có và tiếp tục mở rộng quy mô tài chính một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, cần lưu ý kiểm soát chi tiêu và tránh dung tay quá tráng. Sức khỏe tuần này tương đối tốt, nhưng bạn vẫn cần chú ý đến việc bảo vệ cơ thể trước sự thay đổi thời tiết thất thường, đặc biệt là những người thường xuyên phải đi xa hoặc di chuyển nhiều. Hãy đảm bảo bạn chuẩn bị đầy đủ các biện pháp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe khi phải làm việc ngoài trời hoặc di chuyển đường dài. Trong chuyện tình cảm, tuần này là khoảng thời gian để bạn và người ấy thắt chặt thêm mối quan hệ. Nếu hai bạn đã trải qua những hiểu lầm hay xung đột, đây là lúc để cả hai dành thời gian trò chuyện, hiểu và cảm thông với nhau hơn. Mọi sự kiên nhẫn sẽ đem lại kết quả ngọt ngào vào cuối tuần. Khẩu quyết: các kế hoạch làm giàu, kiếm tiền có nhiều biến động, lên xuống thất thường. Quý nhân: Hợi, Tỵ. Tiểu nhân: Dậu, Dần. Màu sắc may mắn: xanh lục, 8. Con số may mắn: 27, 19, 85,
74. Tử vi tuần cuối, từ ngày 22 đến ngày cuối tháng 10 âm lịch. Tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch đánh dấu một giai đoạn khá bận rộn cho người tuổi Quý Sửu. Bạn sẽ phải đối diện với nhiều công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Đây là lúc bạn cần phân bổ thời gian một cách hợp lý, đảm bảo không quá tải nhưng vẫn hoàn thành được các mục tiêu đặt ra. Đừng ngại nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc người thân khi cảm thấy áp lực quá lớn. Về tài chính, tuần cuối tháng có dấu hiệu cho thấy bạn sẽ gặp may mắn trong các khoản đầu tư nhỏ hoặc các cơ hội kinh doanh ngắn hạn. Tuy nhiên, hãy luôn giữ sự tỉnh táo và không để lòng tham dẫn dắt. Những khoản thu nhập bất ngờ này sẽ giúp bạn cân đối được những chi tiêu phát sinh trước đó, nhưng cũng nên tiết kiệm một phần cho tương lai. Sức khỏe trong tuần này có thể bị ảnh hưởng bởi khối lượng công việc nhiều và căng thẳng tinh thần. Bạn có thể gặp phải tình trạng mất ngủ hoặc mệt mỏi kéo dài. Lời khuyên là hãy dành thời gian cho bản thân, tìm kiếm sự thư giãn và nghỉ ngơi. Đừng để cơ thể rơi vào tình trạng quá sức, vì điều đó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe lâu dài. Về tình cảm, tuần cuối này, bạn cần chú ý đến việc duy trì sự giao tiếp và thấu hiểu trong mối quan hệ hiện tại. Đừng để những vấn đề nhỏ nhặt hay sự bận rộn khiến tình cảm của bạn trở nên lạnh nhạt. Nếu cảm thấy có sự xa cách, hãy chủ động hâm nóng lại tình cảm bằng những hành động quan tâm và chân thành. Khẩu quyết: áp lực tăng cao, đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được. Quý nhân: Thân, Ngọ. Tiểu nhân: Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn: trắng, vàng. Con số may mắn: 35, 84, 92, 10. Thưa quý vị, theo tử vi, tháng sinh ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách cũng như cuộc đời con người. Tuổi Quý Sửu vốn được biết đến là những người chăm chỉ, cần cù, tâm địa thiện lương. Người sinh năm con trâu là những người có trách nhiệm cao, có sức chịu đựng hơn người, cũng kiên trì và có ý chí vững vàng. Họ không giỏi thể hiện tình cảm, lại bảo thủ nên thường muốn thể hiện bằng cách gián tiếp. Tuy nhiên, mỗi một tháng sinh lại khiến cho cuộc đời của con giáp này đi theo những hướng khác nhau. Hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu xem tháng sinh âm lịch có tác động gì đến cuộc đời con người. Đặc biệt là với người tuổi Quý Sửu, lịch ngày tốt sẽ tiết lộ với các bạn vận mệnh của người tuổi Quý Sửu theo tháng sinh âm lịch. Cùng theo dõi nhé! 1. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng Giêng, tháng 1 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Quý Sửu theo tháng sinh âm lịch. Tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân, người tuổi Quý Sửu mà sinh vào tháng Giêng, khi xuân sang thì có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai. Tuy tiền vận gặp nhiều trắc trở, khó khăn, nhưng ngày sau nhờ nỗ lực và tài năng của bản thân thì sẽ giành được nhiều thành công, tài lộc đủ đầy, sung túc giàu sang. Tháng Giêng cũng là thời điểm Tết đến xuân về nên người này cũng được hưởng nhiều phúc khí, là người có quyền lực trong tay. Những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi, quá hung thành cát, hậu vận an nhàn, hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phúc tổ tông, phải tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình, trải qua nhiều vất vả, khổ sở trên con đường lập nghiệp. 2. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết Kinh Trập, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này có cá tính mạnh, tự lập tự cường, dũng cảm gan dạ, có quyền uy. Tuy nhiên, họ cần người dẫn dắt mình trên đường đời. Nếu không sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực. Cuộc đời họ trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền. Họ là những người có tài có trí, lại dám nghĩ dám làm, không sợ hãi trước bất cứ điều gì. Ước mơ của họ là có thể một tay làm nên cơ nghiệp, gây dựng sự nghiệp khiến bao người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên do nhiều yếu tố mà họ phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả, thất bại nhiều lần trước khi có được thành công. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 2 âm lịch có một khuyết điểm chí mạng, đó là hành sự lỗ mãng, thiếu xem xét cẩn trọng trước khi làm, chỉ dựa vào dũng khí của mình để hành động, ngang ngạnh, cố chấp, không chịu nghe lời khuyên can của mọi người. Chính vì thế mà cuộc đời họ luôn gặp phải nhiều điều không được như ý, chịu nhiều gian nan, vất vả, ước vọng không thành, lý tưởng quá thành bong bóng xà phòng. Bạn nên sửa ngay khuyết điểm này, tu tâm dưỡng tính, làm bất cứ chuyện gì cũng phải xem thời thế, suy tính kỹ càng, không nên cố chấp một mình một ý. Ngàn vạn lời có thể không nghe nhưng không thể bỏ qua dù chỉ là một lời góp ý. Có như vậy bạn mới có thể giảm bớt trở ngại trên con đường đến với thành công, tạo dựng sự nghiệp như mình mong muốn. 3. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 3 âm lịch.
Người sinh năm Sửu vào tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh, trời đất đổi màu tươi sáng. Người này tính tình phóng khoáng, tự do, tự tại, có năng lực và khả năng thích nghi tốt, nên tới đâu cũng có thể dừng chân lập nghiệp. Họ là người độc lập, không thích bị người khác gò ép, quản lý. Sự nghiệp tuy có nhiều phong ba bão táp, nhưng cuối cùng vẫn có thể thực hiện được ước mơ, kinh tế ổn định, tiền bạc dư dôi. Sinh vào tháng 3 âm lịch, những chú trâu này có cuộc sống tiêu dao, an lạc, cả đời không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Họ là người có địa vị trong xã hội, được mọi người kính trọng, có thể sẽ trở thành tầng lớp giàu có, thượng lưu. Thông minh đỉnh ngộ, phong thái tiêu dao, hiểu sâu biết rộng, họ sống thoải mái và biết cách tận hưởng cuộc sống, nên dựa vào tài trí của mình để đi theo các ngành thiên về nghiên cứu. Tuy trong cuộc đời không ít những đợt sóng ngầm, nhưng họ khá may mắn nên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, quá hung thành cát, hậu vận cực tốt, gia đạo an yên, sung túc giàu có, con cháu đầy đàn. Có thể nói, vận mệnh người tuổi Quý Sửu sinh tháng 3 âm lịch khá tốt, có số an nhàn, có phúc khí ngập tràn. Tuy trong đời không có thành công rực rỡ nổi bật, nhưng nếu biết đủ, bạn sẽ thấy cuộc sống rất tiêu dao, tự tại. 4. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ, người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này tuy có khát khao lập nghiệp, nhưng lại không gặp đúng thời đúng thế nên khó có được thành công. Cuộc đời trải qua nhiều vất vả, phải lăn lộn ngược xuôi, đi lại khắp chốn, gian lao đủ cả nhưng tài lộc khó thành, bị người khác chèn ép, trói buộc, không có được tự do. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 4 âm lịch có số vất vả, không được nghỉ ngơi mà phải làm việc luôn chân luôn tay, vận khí bình thường, hay phải chịu chỉ đạo, sai phái của người khác, không được tự do hành động hay làm theo ý mình mà luôn bị hạn chế. Đường tài lộc không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành. Trong xã hội không có địa vị cao, đa phần phải rời xa quê hương để lập nghiệp, người này nên chú ý đầu tư vào con đường học hành, làm giàu tri thức của mình hoặc học lấy một nghề nào đó thật thành thục thì sẽ có thể cải thiện số mệnh. Chỉ cần chăm chỉ cần cù thì tuy mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng vẫn có thể nhân định thắng thiên. 5. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Trùng, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này sức khỏe không được tốt, hay ốm đau bệnh tật, cuộc sống khó khăn, làm chuyện gì cũng nhiều trở ngại ngán đường, tinh thần mỏi mệt, nên chú ý tu dưỡng tâm tính, đừng nên hành động bốc đồng. Sinh vào tháng 5 âm lịch, vận mệnh người tuổi Quý Sửu không được tốt lắm, song được nhiều người quý mến bởi tính cách trung hậu, lương thiện, thành thực, chân tình, họ thường phải xa quê hương để mưu sinh lập nghiệp, song tiền bạc kiếm được cũng không nhiều. Họ không nhờ cậy được nhiều vào gia đình, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm phải tự lực cánh sinh chứ không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên, phúc khí vẫn còn nên người tuổi Quý Sửu sinh tháng 5 âm lịch vẫn an ổn sống đến hết đời, hãy suy nghĩ lạc quan. Tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu đó, thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ có thêm rất nhiều ý nghĩa. 6. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này dung mạo đẹp đẽ, tài năng xuất chúng, nhân cách cao sang, được nhiều người ngưỡng mộ, nửa đời hạnh phúc, nửa đời khổ sở, thời vận chắc chắn sẽ tới, có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thành công như ý. Người sinh năm Sửu lại trúng vào tháng 10 âm lịch, tuy không được hưởng phúc hương quả tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng bản thân họ là người thông minh tài trí, xuất sắc hơn người nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp, tiền vận trải qua nhiều khó khăn vất vả, trung vận dần phát đạt hơn, tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già. Cuộc đời các nhiều hung ích, lại được quý nhân phù trợ, nâng đỡ nên không phải chịu vận hạn gì quá lớn, có điều trong đời người này không có số nắm quyền, trí tuệ hơn người, có tài văn chương, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ chữ tín, họ có nhiều bạn bè, cũng có phúc khí quý nhân, những năm tháng tuổi già được hưởng nhiều phúc lộc, tiêu dao tự tại. 7. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này sự nghiệp thành công lẫy lừng, được hưởng nhiều phúc khí, gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, gia đình sung túc, quan lộ hanh thông, tiền vận được phúc tinh cao chiếu, tuổi già được hưởng lộc con hiền cháu thảo. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 7 âm lịch là người có tính độc lập, họ là người có khí chất bất phàm, thông minh đỉnh ngộ,
vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ, ủng hộ rất nhiều. Cuộc đời người này khá sung túc đủ đầy, không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng. Số dượng tài dượng lộc, tuổi già càng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vui dày cùng con cháu, phúc khí cực dượng. 8. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này gặp nhiều khó khăn trong công việc, song lại được hưởng nhiều phúc lộc từ hương quả tổ tiên để lại. Chỉ cần có ý chí và cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ giành được thành công như ý. Họ là người tài nghệ tinh thông, có duyên ăn nói, biết tiến biết lùi, ứng xử khéo léo, tương lai là người sự nghiệp thành công, đức cao vọng trọng. Người sinh tháng 8 âm lịch năm Sửu có sức khỏe rất tốt, phúc khí dượng, cuộc đời ít phải trải qua hiểm nguy, cũng không có nạn kiện cáo, lao tù. Họ là người thông minh, lanh lợi, giỏi ứng biến linh hoạt, danh lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn. Trong công việc, họ là người giàu tính sáng tạo, thường đưa ra những ý tưởng độc đáo, có thể trở thành người lãnh đạo, nắm quyền lực trong tay. Về già, họ là người có địa vị trong xã hội, được người người nể trọng. Có điều, trên con đường sự nghiệp, người này đôi khi sẽ gặp phải những điều ngáng trở chứ không được thuận lợi suôn sẻ tất cả. Tuy có lúc nản lòng thối trí nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhờ đó mà gây dựng cơ nghiệp cho mình. Có thể nói, vận mệnh người tuổi Quý Sửu sinh tháng 8 âm lịch khá tốt, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên, họ có phần không tự thỏa mãn với bản thân nên luôn luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của bản thân. 9. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này tuy xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng lại có ý chí kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn áo mặc cả đời không cần phải lo lắng, thời vận an hòa, mọi sự như ý cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 9 âm lịch là người có ý chí, ham học hỏi, họ cần cù, chăm chỉ, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm kiên cường. Trên con đường sự nghiệp, có thể nói họ giành được những điều mình mong đợi, dạng sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến rất cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, cũng không bị bó buộc bởi gánh nặng gia đình, luôn sẵn sàng tiến bước bất cứ lúc nào. Họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội. 10. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết Lập Đông, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái, tự nhiên. Họ trải qua nhiều sóng gió, cuộc đời chịu nhiều vất vả nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng rất hanh thông. Xem vận mệnh người tuổi Quý Sửu sinh tháng 10 âm lịch, tiền vận chịu nhiều vất vả, xuất thân cơ hàn, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, họ phải tự thân vận động, không được nhờ cậy gì về gia đình mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên đến trung vận, dưỡng khí phát, sự nghiệp bắt đầu có nhiều bước tiến triển tích cực, dần được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể. Tư duy nhanh nhạy giúp họ khá nhiều trong công việc, họ làm việc lý trí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Người này có đầu óc kinh doanh khá tốt, rất hợp đi theo con đường kinh doanh, buôn bán, tài lộc cực dượng, không lo chuyện cơm ăn áo mặc, tuổi già phúc thọ song toàn, hưởng lộc an nhàn. 11. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết, người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này được hưởng lộc từ tổ nghiệp, song gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ cực khó ai bằng, thiếu thốn đủ bề, mưu sự không thuận, cũng không có nhiều tri âm tri kỷ, có chuyện buồn không nơi giải bày. Công danh sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu, an ủi duy nhất là sức khỏe tốt, tuy nhiều chuyện xảy ra nhưng cuộc đời được bình an. Người sinh tháng 11 âm lịch năm Sửu vận mệnh thế nào? Có thể nói họ có số khá vất vả, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cũng không may mắn được quý nhân phù trợ, hiếm khi nhờ được ai giúp đỡ. Cuộc sống gia đình kém thuận hòa, cần khéo léo giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình, con cái cần chú ý bảo ban, nuôi dạy, cho con được hưởng tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ cha. Tuy nhiên, người này vẫn có ý chí rất kiên cường, thất bại không làm họ nản lòng, mà ngược lại họ càng cố gắng hơn gấp bội lần. Ý chí là điều rất quan trọng, có
có thể khiến cho vận mệnh cuộc đời thay đổi. 12. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng Chạp, tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hàn, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này tài lộc khó tụ, công danh kém bề nổi trội, sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, trắc trở, tuy nhiên hậu vận khá tốt, được an hưởng phúc tuổi già, con cháu đủ đầy, hiếu thuận ngoan ngoãn. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 12 âm lịch tuy cuộc đời không mấy giàu sang, song học hành giỏi giang tấn tới, có ý chí kiên cường và vững vàng hơn nhiều người. Họ có tham vọng, hoài bão cao xa, có điều gặp nhiều thứ ngáng trở nên khó lòng thành công, chỉ cần có ý chí và quyết tâm thì chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng. Hậu vận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc lộc đất trời, con cháu trong nhà yêu thương hòa thuận, tuy kinh tế không mấy khá giả nhưng phẩm cách con người tuyệt vời. Không vì tiền bạc mà khiến cho cuộc sống trở nên tồi tệ, biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thưa quý vị, Lão Tử là nhà hiền triết Trung Quốc có rất nhiều câu nói nổi tiếng. Dưới đây là 10 lời răn dạy của ông, tuy giản đơn nhưng lại vô cùng thấm thía và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Hãy cùng đọc và chiêm nghiệm để rút ra bài học cho cuộc sống. 1. Người đặt câu hỏi là kẻ ngốc trong một phút, người không hỏi là kẻ ngốc suốt cả đời. Một trong những rào cản lớn nhất ngăn chúng ta đặt ra những câu hỏi chính là do lo sợ mất mặt vì sự thiếu hiểu biết của bản thân. Xét về mặt tâm lý học, con người luôn sợ bị người khác đánh giá thấp. Chúng ta thường lo sợ biến thành kẻ ngốc trước đám đông. Nếu đặt một câu hỏi mà người khác có thể sẽ biết câu trả lời, vì vậy, nhiều người có xu hướng ngại và thậm chí sợ việc bị hỏi hay đặt một câu hỏi. Tuy nhiên, việc im lặng hay còn gọi là giấu dốt, lâu dần sẽ hình thành thói tự ti vào bản thân, không dám phát biểu ý kiến, không có chính kiến riêng. Bạn không phải lúc nào cũng là chuyên gia trong một lĩnh vực nhất định. Việc ngại hỏi vì sợ bị trêu chọc hay bị xấu hổ sẽ khiến bạn bỏ lỡ cơ hội học hỏi thứ gì đó mới mẻ. 2. Nếu mục tiêu của bạn là 1 năm, hãy trồng một hạt giống. Nếu trong thời hạn 10 năm, hãy trồng cây. Nếu trong khoảng 100 năm, hãy đầu tư vào giáo dục. Lời dạy này của Lão Tử nhắc nhở chúng ta cần phải tích lũy tri thức, học tập vì mục tiêu lớn của cuộc đời. Kiến thức là đồng tiền thật, không phải đồng tiền ảo. Đầu tư vào tri thức là sự đầu tư có lợi nhất, và điều này chắc chắn đúng. Hãy đầu tư cho chính bản thân bạn và những thế hệ sau của bạn, bởi đầu tư kiến thức là đầu tư có lãi nhất trong mọi loại đầu tư. 3. Hiểu những gì mình cảm giác thấy và cả không nhận biết được. Đó là tri thức thật sự. Hãy học hỏi từ những người xung quanh, từ cuộc sống xung quanh. Hãy mở rộng tri thức của mình bằng những cảm nhận của bản thân và cả của người khác nữa. Điều đó sẽ giúp ích cho bạn hơn là ngồi trong cái giếng ngó lên vùng trời bình yên của mình. 4. Muốn người khác tôn trọng bạn, vậy hãy tôn trọng chính mình. Ở đời, ai cũng muốn người khác tôn trọng mình. Tuy nhiên, để người khác tôn trọng bạn, bạn phải tự tôn trọng mình trước đã. Phát triển lòng tự tôn cá nhân có thể giúp bạn hoàn thiện tiềm năng, xây dựng các mối quan hệ và khiến mọi người xung quanh tôn trọng bạn. Tôn trọng bản thân là bạn phải học cách chấp nhận chính mình và không ngừng nỗ lực để đạt được những điều mà bản thân mong muốn. Hãy học cách hài lòng với bản thân và làm mọi người đối xử với bạn đúng như cách bạn xứng đáng được hưởng. 5. Nếu ghét một người, tức là bạn đang thất bại trước người đó. Nếu bạn ghen ghét, tức giận với một ai đó, tức là bạn đã thất bại trước họ. Vậy nên, hãy yêu thương họ để những con người ấy nhận ra rằng bạn chẳng dễ dàng bị đánh bại. Đã đến lúc bạn nên nhận ra, trên đời này cứ ghen ghét, tức giận không thể đánh bại được đối thủ. Tình yêu thương cũng chính là một loại chiến lược, và chỉ có những người thông minh mới biết áp dụng chiến lược này mà thôi. 6. Nếu ai đó nói xấu sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang đi trước mặt họ. Nhiều người chúng ta khi biết ai đó cố tình nói xấu hoặc đặt điều không đúng về bạn thường rất bực tức và đi hỏi rõ ngọn ngành. Tuy nhiên, cách xử sự như vậy thật chẳng có gì hay. Để xử lý những kẻ nhiều chuyện này, tốt nhất bạn nên bỏ ngoài tai và không quan tâm đến những điều đó. Bởi những người nói xấu đó đã tình nguyện đi sau lưng bạn suốt đời để nói xấu bạn, vậy nên cứ hồn nhiên và an yên mà đi về phía trước, mặc cho phía sau ồn ào. 7. Không quan trọng bạn chậm như thế nào, miễn là đừng bao giờ bỏ cuộc. Bất kỳ công việc gì trong cuộc sống, chỉ cần bạn có đam mê và đi đến đích cuối cùng thì chậm bao lâu cũng không quan trọng. Đó mới là điều đáng quý. Cuộc sống là của bạn, vậy nên không cần để ý tới người khác, không cần phải so sánh với bất cứ ai. Miễn là bạn đừng bỏ cuộc,
tập trung vào bản thân mình và không ngừng nỗ lực tiến từng bước về phía trước thì không có gì là không thể cả. 8. Người tài đức làm rồi mới nói và nói theo những việc đã làm. Khoa trương bản thân chưa bao giờ là một điều tốt và đúng đắn. Thay vì nói nhiều làm ít, hãy nói ít nhưng làm nhiều, và sau khi có thành tựu mới bắt đầu nói về những thành tựu mình đã đạt được. Bởi vậy, những người không thành công dù nói gì cũng bị xem là khoác lác, trong khi người thành công nói củ ấu cũng tròn. 9. Chọn công việc mình yêu thích. Bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời. Khi bạn đam mê, yêu thích một công việc gì đó, chắc chắn bạn sẽ làm nó với cả trái tim và sự nhiệt huyết của mình. Công việc trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày như hơi thở của bạn. Bạn tiếp tục làm việc giống như bạn đang tận hưởng cuộc sống này. 10. Suy nghĩ của bạn tạo ra cuộc sống. Suy nghĩ tích cực giúp bạn tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước, từ đó có thêm động lực để cống hiến hết sức mình với công việc hiện tại và gặt hái thành công. Ngược lại, những người nhìn nhận mọi việc với con mắt tiêu cực sẽ gặp trở ngại lớn trong sự nghiệp vì không dám đương đầu với thách thức, cũng như không có niềm tin vào khả năng của bản thân. Chẳng hạn khi có một ý kiến được đưa ra, người tiêu cực sẽ là người đầu tiên nói rằng nó sẽ không hiệu quả hoặc ngăn cản thực hiện vì sợ rủi ro. Trong khi đó, người tích cực sẽ dám thách thức, dám mạo hiểm, tạo ra cơ hội phát triển cho bản thân mình. Bởi vậy, bạn muốn trở thành người thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.